Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự 19 giờ 45 phút thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022. Trồng rừng không đồng ở khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chúa. Ninh Thuận đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong tuyển quân và một số tin tức đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022 và phát động đóng góp xây dựng quỹ cây xanh. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Tết trồng cây vào dịp đầu xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đây cũng là dịp để phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14. Nhất là nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và đề án chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh sạch đẹp. Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi người dân trong tỉnh hăng hái tham gia trồng cây gai rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển toàn diện bền vững. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở ban ngành mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây, tổ chức phát động trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của tỉnh về công tác xã hội hóa phát triển hệ thống cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận xanh, sạch, đẹp. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đại biểu đã tham gia ủng hộ quỹ cây xanh và trồng cây tại khu vực công viên biển Bình Sơn Ninh Chữ. Tiếp đó, hơn 50 đoàn viên thanh niên và công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và sản xuất Nam Thành đã tiến hành chăm sóc cây xanh và làm vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển Bình Sơn Ninh Chữ. Thưa quý vị và các bạn, đối với địa phương quanh năm nắng nóng khô hạn như Ninh Thuận, trồng rừng, khôi phục rừng tự nhiên là giải pháp sống còn để ứng phó với biến đổi khí hậu và đã có mô hình trồng rừng không chỉ hiệu quả mà còn có sức lan tỏa đến cộng đồng, đó là mô hình tái sinh rừng tự nhiên bằng quả cầu hạt giống. Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, việc tái sinh rừng tự nhiên tại khu vực vườn quốc gia Núi Chúa, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa gặp nhiều khó khăn. Mô phỏng hình ảnh chim nhã hạt, các kỹ sư ở vườn quốc gia Núi Chúa đã nghiên cứu áp dụng phương pháp tạo bom hạt giống để tái sinh rừng tự nhiên. Cách tạo bom hạt giống rất đơn giản, chỉ cần trộn đất sét với phân nước và nhào kỹ bằng tay, sau đó cho hạt cây rừng cần trồng vào giữa rồi vo viên lại. Còn những cái vùng mà đặc biệt khó khăn, xa xôi, những cái vách, những cái hốc xa xôi, khó tiếp cận thì cái hình thức bơm hạt sẽ đi đến được. Thì bằng hy vọng trong một cái tương lai thì các vùng rừng mà xa xôi, những cái điều kiện khó khăn này sẽ được phủ xanh. Ở vùng đệm vườn quốc gia Núi Chúa có đông đồng bào Sát Lai sinh sống. Họ là những người sống dựa vào rừng và nhận khoán bảo vệ rừng. Mỗi khi đi rừng, mỗi người được cấp từ 10 đến 20 bom hạt giống để thả vào những khu vực trơ trọi. Cứ như thế, ngày qua ngày, những hạt giống từ quả cầu để lại đã nảy mầm, tắm sương, nắng, gió và bám rễ vào đất. Giống này là của vườn quốc gia Núi Chúa phát cho bà con để sau này mình lên giữ rừng rồi tri quét này kia mình cầm theo để mình thấy cái chỗ nào mà nó trống á. Rồi anh em mình nó rải cứ một chỗ một hột để sau này có mưa đồ á
là nó tự mọc lên. Hiện nay trong tất cả các chương trình tham quan hay check-in tại vườn quốc gia núi Chú, du khách đều được hướng dẫn viên giới thiệu về mô hình này. Những nhóm khách vượt thường chọn những cung đường núi hiểm trở để thám hiểm. Quả cầu hạt giống cũng theo chân du khách đến với những nơi treo leo khó khăn nhất, giúp những loại cây rừng bám rễ vào các triền núi đá. Chúng tôi thấy rằng là cái này là việc mà di chuyển ở cho một thành viên có thể là mang từ 5 đến 10, 10 bơm hạt như vậy để mà di chuyển cho những cái khu vực đường khó khăn. Thì cái việc đó là đối với anh em đi check-in thì cái chuyện này rất là đơn giản. Trồng rừng bằng bơm hạt giống không những không tốn kinh phí, tỷ lệ cây sống cao, mà điều quan trọng là giúp mọi người ý thức về công tác trồng rừng, giữ rừng và bảo vệ môi trường sinh thái. Theo ước tính, trung bình mỗi năm vườn quốc gia núi Chú có thêm 5.000 cây rừng nảy mầm nhờ mô hình bơm hạt giống. Thứ hai là qua cái mô hình bơm hạt này, phải nói thật sự là cộng đồng địa phương, đặc biệt là những bà con mình là người đồng bào mà nhận khoán bảo vệ rừng, khi đi rừng họ thấy giúp cho cái việc mà tái sinh rừng tự nhiên bằng cái cách này là cái niềm vui của họ, thì cái nhận thức của họ trong cái vấn đề mà giữ rừng thì ngày càng nâng cao. Cái thứ ba nữa là đặc biệt là các em học sinh. Khi các em học sinh tới ban đầu tới dùng những cái vải bơm hạt này coi như là vừa giúp tái sinh rừng mà cũng như là một cái trò vui. Nhưng đến hôm nay các em lại tới tình nguyện tới để mà làm bơm hạt rồi mang bơm hạt cho những cái bạn học sinh, sinh viên khác để mà cùng nhau giúp cho vườn gia núi Chúa cũng như là các vùng rừng khác để mà ném này. Giữa cái nắng và gió khắc nghiệt, những mầm xanh từ những bơm hạt giống này ngày cứ vươn lên đón ánh mặt trời như một bản năng sinh tồn của sự sống. Ngày lại qua ngày, chúng sẽ đâm chồi nảy lọc vươn lên xua đi màu nắng cháy. Những cánh rừng được tái sinh từ quả cầu hạt giống sẽ góp phần giữ đất, giữ nước, giúp người dân ở vùng đệm có điều kiện phát triển sản xuất và làm giàu ngay dưới chân núi Chú khô khát, góp thêm câu chuyện thú vị về thiên nhiên và con người ở khu dự trữ sinh quyển thế giới núi Chú. Chuyển sang những tin tức quan trọng khác. Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể và tổng kết 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định kinh tế tập thể nòng cốt là hợp tác xã, là thành phần kinh tế quan trọng được Đảng và Nhà nước khuyến khích phát triển. Các bộ ngành trung ương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể theo hướng sáng tạo, công nghệ số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tập trung huy động nguồn lực đầu tư vào khu vực kinh tế tập thể, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu các mô hình kinh tế tập thể tiên tiến phù hợp với thời kỳ đổi mới. Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ và các chủ thể tham gia khu vực kinh tế tập thể, tăng cường liên doanh liên kết, xây dựng thương hiệu sản phẩm kinh tế tập thể dựa trên thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương, tạo môi trường thể chế chính sách thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể phát triển tương xứng với vị trí vai trò nền tảng trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chiều nay, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cần phải thực chất, không mang tính hình thức, phát huy được vai trò của người dân,
thể hiện quyền trách nhiệm của người dân theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, nhất là đối với việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế để triển khai thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố kiện toàn ban chỉ đạo và phát huy vai trò trách nhiệm các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ, rà soát quy chế hoạt động để bổ sung kịp thời nhiệm vụ thực hiện phù hợp thực tế, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, người lao động, doanh nghiệp đối với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai minh bạch thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ do ngành mình phụ trách, vận động người dân tích cực tham gia phản biện, kiểm tra giám sát, nhất là trên lĩnh vực quy hoạch xây dựng quản lý đất đai, phát huy vai trò công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành địa phương đơn vị tăng cường công tác thanh tra giám sát theo lĩnh vực mình quản lý phụ trách, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh, không để kéo dài, tiếp tục xây dựng chương trình hành động kế hoạch thực hiện cụ thể, nâng cao hiệu quả chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin truyền thông với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, toàn tỉnh đã kết nối hệ thống và tổ chức hội nghị trực tuyến liên thông 4 cấp từ trung ương, tỉnh, huyện, xã. Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành được triển khai đến tất cả các sở ban ngành, hoàn thiện trục liên thông văn bản 4 cấp với hơn 1 triệu văn bản đến và đi trong năm. Đưa 1.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ICT của tỉnh năm 2020, xếp hạng 10 trên 63 tỉnh thành. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, biểu dương Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện đạt và vượt 14 chỉ tiêu được Ủy ban dân tỉnh giao trong năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời là năm triển khai thực hiện nghị quyết 09 của tỉnh ủy về chuyển đổi số. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông cần tích cực tham mưu các giải pháp, tiếp tục triển khai nhanh các nhiệm vụ chuyển đổi số một cách chi tiết và có lộ trình ưu tiên thực hiện. Phối hợp với các đơn vị viễn thông trên địa bàn tỉnh triển khai cụ thể hóa các nội dung hợp tác về thực hiện chuyển đổi số, đẩy nhanh các thủ tục chuyển đổi. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các địa phương phải có kế hoạch thực hiện chuyển đổi số cụ thể, phù hợp với từng ngành địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác báo chí xuất bản trên địa bàn tỉnh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện chuyển đổi số. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng mong muốn cán bộ công nhân viên chức ngành thông tin và truyền thông tiếp tục nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đột phá khối văn hóa xã hội năm 2022. Theo đó, năm 2022, khối văn hóa xã hội có 28 nhiệm vụ trọng tâm đột phá thuộc 5 lĩnh vực: giáo dục, y tế, dân tộc, lao động, thương binh và xã hội, văn hóa, thể thao và du lịch. Hiện có 4 trên 28 nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Các nhiệm vụ còn lại đang trong quá trình xây dựng và tích cực thực hiện. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ, đồng thời lưu ý năm 2022 dự báo còn nhiều khó khăn, là năm bản lề thực hiện các nghị quyết đề án của nhiệm kỳ 2021-2025. Với phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các cơ quan khối văn hóa xã hội nỗ lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, được giao, đưa các nghị quyết trên các lĩnh vực, các đơn vị phụ trách đi vào cuộc sống.
Để đạt được mục tiêu này, các ngành phải xây dựng kế hoạch công tác năm 2022, bám sát vào chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu xây dựng đề xuất chính sách để tạo hành lang pháp lý trong quá trình thực hiện. Đồng thời rà soát lại các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án của khối, kịp thời nắm bắt giải quyết vướng mắc phát sinh. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc họp tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo và quỹ cứu trợ tỉnh năm 2021, triển khai kế hoạch vận động quỹ vì người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội năm 2022. Dự họp có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp tiếp nhận số tiền trên 16 tỷ đồng, nâng lũy kế số tiền của quỹ vì người nghèo các cấp trên 26,2 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng sửa chữa 232 nhà đại đoàn kết, giúp vốn sản xuất hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học. Từ nguồn quỹ cứu trợ cũng đã hỗ trợ xây mới sửa chữa 70 nhà ở huyện Bắc Ái và huyện Thuận Bắc, hỗ trợ quà Tết cho nhân dân nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngoài ra, trên 25 tỷ đồng từ nguồn quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh cũng được hỗ trợ kịp thời các đối tượng khó khăn ảnh hưởng do dịch bệnh, đội ngũ tuyến đầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư, y tế. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả công tác vận động, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo và quỹ cứu trợ tỉnh năm 2021, nhất là hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn khó khăn, sự hỗ trợ kịp thời hiệu quả từ các nguồn quỹ thể hiện tính nhân văn, nhân đạo và tạo được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc quản lý thu chi các quỹ phải rạch ròi, minh bạch, công tác hỗ trợ cần phải dựa trên nguyên tắc đúng người, đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng quy định pháp luật. Do đó, Ban vận động và các thành viên cần xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra cụ thể. Bên cạnh đó, cần lưu ý hỗ trợ các đối tượng xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, xem đây là một trong những giải pháp căn cơ để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Chương trình thời sự tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 2, các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Năm nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, chất lượng giao quân, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, các ngành, các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân theo kế hoạch, trong đó chú trọng tiêm đủ liều vaccine cho thanh niên nhập ngũ và xét nghiệm COVID-19 trước ngày giao quân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sáng ngày 14 tháng 2, các huyện, thành phố đều tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và những người tham gia phục vụ tại lễ giao nhận quân. 65 trên 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ. Những mẫu sinh phẩm này sẽ được xét nghiệm bằng kỹ thuật PCR. Đúng thời gian để lấy mẫu xét nghiệm. Dạ, em mong tất cả bạn đây có đủ sức khỏe để nhập ngũ. Theo kế hoạch, sáng sớm ngày 16 tháng 2, tất cả thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ sẽ được xét nghiệm lại lần thứ hai bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên COVID-19 nhằm đảm bảo 100% quân số khỏe giao cho các đơn vị nhận quân. Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng lập danh sách, hướng dẫn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ít nhất 14 ngày tính đến thời điểm nhập ngũ. Theo quy định, thì các thanh niên trên địa bàn phường Thanh Sơn ấy, nhập ngũ của năm 2022 là phải hoàn thành tiêm đủ 2 mũi, ít nhất là 2 mũi trong công tác phòng chống dịch của địa phương. Các địa phương cũng tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và gia đình có con em lên đường nhập ngũ, hạn chế thấp nhất việc đưa tiễn thanh niên tại sân lễ giao, nhận quân, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ không di chuyển ra ngoài tỉnh, đặc biệt là đến các địa phương đang có ca mắc COVID-19, để đảm bảo an toàn. Thành phố có cái lượng thanh niên dự phòng cũng rất là đầy đủ và sẵn sàng để tham gia thế các đồng chí mà có cái mắc bệnh về COVID và không có đủ điều kiện nhập ngũ. Theo tinh thần chung,
Ngày 16 tháng 2, lễ giao nhận quân tại các địa phương sẽ diễn ra đảm bảo nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5. Với sự quyết tâm của các cấp các ngành, ngày 16 tháng 2 sẽ là ngày hội của tuổi trẻ tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Ninh Thuận được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.136 thanh niên nhập ngũ, trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự 950 quân và nghĩa vụ công an nhân dân 186 quân. Theo kế hoạch, các huyện thành phố sẽ tổ chức giao quân vào sáng mai, tức là ngày 16 tháng 2. Giao quân năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, vậy để đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong tuyển quân, Ninh Thuận đã triển khai những giải pháp nào? Xung quanh vấn đề này, phóng viên thời sự đã phỏng vấn Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Vâng, trước hết cảm ơn Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trả lời phỏng vấn. Thưa đồng chí, công tác tuyển quân năm 2022 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2022 vẫn được nâng lên so với trước. Vậy đồng chí cho biết rõ hơn về chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay. Hiện nay thì 100% thanh niên đã nhận lệnh và sẵn sàng nhập ngũ. Về chất lượng thì tuổi đời từ 18 đến 22 tuổi thì đạt 94,21%. Về văn hóa thì cấp 3 và đạt 39,47%. Và trung cấp, cao đẳng, đại học thì đạt trên 2,94%. Về sức khỏe loại 1 thì đạt trên 12%. Loại 2 thì đạt trên là 46,3%. Về đảng viên thì đạt 0,42% và đoàn viên là đạt 99,58%. Về công nhân viên chức thì có một trường hợp. Số công dân đã tiêm đủ mũi vaccine thì hiện nay thì 100% đã tiêm đủ mũi 2. Trong đó có 6 thanh niên đã tiêm đủ mũi 3. Về tạo nguồn trong tuyển quân thì đạt 9,26%. Giao quân năm 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Vậy để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, an toàn trong lễ giao nhận quân diễn ra vào ngày 16 tháng 2, thì tỉnh ta đã triển khai những biện pháp nào thưa đồng chí? Tỉnh ta đã triển khai những biện pháp như là các địa phương triển khai trung tâm y tế cấp huyện thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của Bộ Chỉ huy sự tỉnh. Ngày 14 tháng 2, thì các địa phương đã tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR còn hiệu lực đến ngày giao quân cho các khung tuyển quân và 100% công dân trúng tuyển nhận lệnh và nhập ngũ. Vậy trong trường hợp trong ngày giao quân có ghi nhận thanh niên nhập ngũ mắc COVID-19 thì tỉnh ta có phương án như thế nào để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng thanh niên nhập ngũ thưa đồng chí? Trường hợp F0 trong ngày giao quân thì các địa phương đã triển khai các kế hoạch để cách ly, theo dõi, điều trị. Sau khi điều trị ổn định và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính thì vẫn tiến hành giao quân trong vòng 14 ngày. Vâng, một lần nữa cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn. Chương trình thời sự 19 giờ 45 phút hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin dự báo thời tiết. Thủ đô Hà Nội nhiều mây không mưa, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mây có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây có mưa rào, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có mây không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mây có mưa rào, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tiếp theo là thời tiết tỉnh Ninh Thuận. Các khu vực trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5. Cụ thể thời tiết từng khu vực như sau. Khu vực huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ.
Khu vực thành phố Phan Rang Tháp Chàm mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực huyện Ninh Phước, Thuận Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực huyện Ninh Sơn, Bắc Ái mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Ninh Thuận mây thay đổi, có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động.